Nàng ca sĩ ham mê tham vọng, chối bỏ tình yêu. Đối với em, sự nghiệp mới là quan trọng nhất. Cô thợ may yếu đuối tổn thương vì hôn nhân dang dở. Em không bao giờ để người đàn ông nào làm em đau khổ nữa đâu. Nữ luật sư gai góc, mất lòng tin vào đàn ông. Đàn ông á, không vũ phu thì là lăng nhăng, không lăng nhăng á, thì cũng tật này tật nọ. Hạnh phúc có dành cho họ. Tôi yêu cô đơn, 20:30 mỗi ngày từ 28 tháng 10, duy nhất trên kênh Let's Việt.